Nước nó vô nhà từ lúc nào vậy chú? Vô 2 giờ sáng. Rồi vậy là mình thức mình biết không? Thức như là mà ngủ được. Mà do sao năm nay nước tự nhiên nước nó thì trắng lên cao chứ? Nóng cái chỗ nhà của bác sĩ Quang đó. Không được. Nhà mình dọn hết chưa chú? Chưa. Dạ. Là một số nhà đã gần như nó bị vô nước.